Trời ơi con ếch. Con ếch cái hết biết luôn trời ơi. Mình đi bắt tử mình không có đồ đem đồ nấu đâu cả nhà. Đồng khô bao la luôn à. Rồi của ấp nhất xã là Tân Thạnh hello. Hello, chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Bữa nay mình đây nay trở về phục vụ cho Nguyễn Cường 83. Mời cả nhà vô xem có năm ếch bên là kinh của Nguyễn Cường 83 em tôi nha cả nhà ơi. Rồi, mình chào cả nhà luôn nha. Bữa nay anh em đi bắt ếch. Bắt ếch khô nha cả nhà. Thì bữa nay mình cũng đi theo năm bữa. Năm bữa nay rảnh, năm đi theo mình bữa thì hai anh em mình đi bắt cây bữa nay thành quả đó ra sao nha cả nhà. Rồi mời cả nhà theo chân mình đi bắt ếch cùng với năm nha. Đây hai anh em chạy xe ra tới ruộng luôn. Ra tới chỗ luôn rồi. Ra tới chỗ bắt luôn. Bữa nay đi gấp quá không có đem đồ theo nấu nướng gì được, ngồi chắc nướng quá anh em ơi. Nướng vài con thôi. Đây đi bắt thì dụng cụ thì chỉ có cây móc với cây giẫm. À, chỗ mình đây kêu bằng cây giẫm, chỗ khác ta kêu bằng cây giá. Còn chỗ mình là cái giá khác nữa nha, cái giá xúc cát á, là cái giá. Cái đây kêu bằng cây giẫm. Người ta kêu bằng cây giẫm, có chỗ người ta kêu bằng cây sẻng. À, chỗ kêu bằng cái giá. Rồi. Rồi hai anh em đi thôi. Đi bắt ếch khô thì đi môi hang nha các nhà, hang khô. Nói ngay bắt khô hơi cực. Bắt khô thì hơi cực lội hơi nhiều chút. Chủ yếu là ếch nó ở hang bích đùng của cua là nhiều. Cái này nó nhờ con cua. Yeah. Nó nhờ sống sau mùa khô rồi nó sống nhờ con cua. Đồng lớn dữ ta. Đồng này là đồng tắc trúc của xã Tân Thạnh nè. Rồi. Rồi, đang móc cái hang con cua này cả nhà ơi. Dính hả? Dính. À, hình như dính à. Khoan để coi sao nha. Không biết phải không rồi nè. Phải không? Nắm bắt mà đâu có xảy được. Gió quá hả? Đực mà chắc ở đây là chú ý quá đực nhiều, làm như nó qua cái cua ấy vậy phải không? Hang gần hết cái móc mà gió ù ù, cả nhà thông cảm nha cả nhà, ngoài đồng gió quá. Nhờ thọt ngay nó mới xuống đúng không? Mà hang có nước cũng dễ kéo mà xả hang khô á. Kéo từ từ anh chứ đâu kéo mạnh, kéo mạnh nó sức. Trời ơi, cũng bệnh tối đa nè chứ. Mà nó cỏ đâu hơi nặng. Cái kéo cũng công tài chứ.
nó móc cái ếch, cây móc nó lắc bóng kìa. Rồi kéo đường ếch lên đâu phải dễ đâu, có quá trời vậy. Qua khóp đó là lên rồi. Ừ, qua lọt qua là lên ha. Lọt là nào, lọt từ từ nè. Mà dính cái này là dính nặng lắm. Móc cái giò là dễ kéo ra nhất. Móc cái hàm của nó ra, cái miệng, ừ, cái môi của nó là dễ kéo ra nhất. Công luôn rồi. Con ếch đầu tiên mà sao khó kéo quá vậy? Bị hàng đập. Lên nè. Kéo cong sống luôn kìa. Lên. Quá. Nghe cái ọt, nghe cái ọt luôn. Rồi rồi rớt lại hả? Ôi trời ơi, con ếch bự lắm chú con ơi. Trời ơi. Ếch này bự lắm chú con ơi. Trời ơi, rớt lại nghe cái ọt. Chi nó ra qua cổng qua cái khớp này không nổi rồi. Khử cái cổng này ra cái nữa. Ừ. Khớp nó kéo ra nó rớt hoài luôn. Nó làm như cái đó nó đùng xịt nó mắc kẹt đó đó. Cái eo đó. Rồi nó rớt hoài. Ếch này chà bá. Làm cho ếch cái quá. Rồi ngon rồi đó. Mày hết sảy rồi đó. Gắng đợi chút cả nhà ơi. Xem. Tính dễ ăn. Ừ. Trời ơi đây hẹp té đây mà hàng chi mình kéo hoài y đâu có lên chỗ này nè. Đâu có lên nổi đây nè. Cứ ngắt ở chỗ này nè. Chút nữa mới được. Lấy cua lên được là kéo đi lên hả? Nè. Nó còn con cua nữa hả? Ừ, cua đây nè. Bắt. Cua nằm dính đây, án cái miệng đây nè. Đâu có lên nổi đâu. Thì bắt cua luôn. Ừ. Bắt cua hồi nướng luôn. Ừ. Ừ, tới thu vậy à? Quay xuống dưới có thấy gì đâu. Thấy đâu. Cua kẹp hả? Ừ. Diễn càng. Con cua nằm ở đây nông như chỗ này. Thì khi nào mình móc lên mà con cua cái là có con ếch phải không? Con cua đực là không có phải không? Có. Con đực con cái gì cũng có hết trơn. Nhiều khi con đực không có. Có. Chứ được nữa hả? Chứ rộng bị gì cái chỗ đó bóp chứ không thôi mình lên rồi rồi.
cỡ này mà không dính thôi. Lụm lụm cái ơi, mở hàng con đầu tiên cái ơi. Con đầu tiên mình sẽ thấy khó nuốt quá. Lên luôn không? Lên luôn. Ồ, dưới tôi thui à. Ừ, không thấy đâu. Nó dính ngang cái đó, nó bị gì nó còn bót ngay đó quá trời. Gạch quá. Trời ơi, gạch thì mình né. Trời ơi, hết nặng dữ vậy trời. Bự. Cái rồi. Dính ngay đây nữa đi. Sao mà làm bực bực hoài vậy? Gạch rồi, hết. Nãy cái đầu tiên mà không thích nè, nó dính ngay chân đây nữa nè. Ngay chân chỗ cái tay thọc tới nè. Lên nhẹ cái nó đi cho bật lên, tôi lợi, tôi nắm cái chưa rồi đó. Thọ tay tới chưa? Thọ tay tới mà lắm không được. Để không, tôi kéo phụ cho. Kéo nắm giò nó. Không được. Không được. Đây nè, đụng nó hết rồi nè, khoan để tôi quay cái này cái gì. Nó dướng cái gì chứ đó hoài vậy? Cái này ngay đây nó còn nhỏ xíu. Cái miệng này còn nhỏ quá. Đụng hết chưa? Dính, đụng hết em. Nó làm ổn ổn chứ hoài. Nắm giò lôi lên. Gió quá gió rồi. Con ếch thì bự mà cái hang nhỏ quá. Miếng che gió bớt cái việc gió quá. Cái gì quá? Đừng có giò nó hả? Rồi lên đi. Lên luôn đi. Trời ơi con ếch. Con ếch cái hết biết luôn trời. Hết biết rồi. Hết biết hết cái luôn rồi. Rồi rồi. Rồi bỏ bao đi. Rồi, mình đào xong rồi lắp lại cả nhà. Rồi. Rồi lắp lại đàng hoàng rồi đó. Rồi đi tiếp nha. Này có ếch quay nữa cho cả nhà xem nha. Thằng này làm như chưa biết kêu cả nhà ơi. Đó là tiếng kêu của năm ếch đó nha cả nhà. Đó là tiếng kêu thân quen lắm nha cả nhà. Tiếng kêu của năm ếch á, tại vì muốn thử thôi. Tại anh em mình muốn thử coi ếch nó có kêu chưa, chứ thật sự là tháng này ếch chưa kêu đâu. Qua hết tháng giêng này nó mới ếch nó mới kêu. Mình chỉ kêu thử thôi. Thôi mình đi tiếp nha, chừng nào gặp hang rồi mình quay hình tiếp nha.
Dạ, cất nha. Có nữa rồi. Có hả? Có. Dấu này dấu ngách phải không? Lá ngò nè. Lá ngò đó là nó quậy đó. Đây nè, ở dưới này nè, để đầu ra cho cái nào mình coi. Đào bắt luôn hả? Đâu phải, đào cái cục này ra bắt mới được. Nó cũng như ngách nãy nó làm nghẹt vậy đó. Đào tới cái thẳng mình mới dễ bắt không? Không phải cái này là tới cái thẳng, còn cái này là cái là bị gì nó đùa sình lên á. À. Đùa sình lên cao. Rồi mạng mày rồi rồi. Mày đụng đây là mạng mày rồi rồi. Nó ngò nè. Ừ. Sình không nè. Đó được. Hết chạy à. Cắt cú, thằng này là cắt cú. Đi cả nhà, con ếch nó lên xuống nè, nó nằm nè. Đây nè, đất nè, đây nè, nè nè, cái này là cái cù đỏ y nè, nè. Còn cái này là y đụng nè, dòm thấy nó khác hơn con cua. Rồi nó ngò à. Ừ. Rồi. Như vậy là bây giờ mời em vào hết. Mời em vào túi ha. Ừ. Con này chắc hết đực nhỏ rồi, không bự không? Chưa đụng. Chưa tới. Đụng. Lắm nè. Thôi, dễ, con này dễ ăn ta. Gõ, gõ, gớt nha. Đừng la, không có gì đâu mà sợ em. Không có gì đâu mà sợ em nha. Ừ. Vinh lắm. Chết. Rồi cái gì dính cái dùa, nó dở cái dùa vậy. Tới cái chỗ rộng á, dậy cái dùa. Ừ, nó dở cái dùa cái chết. Nằm lửng lửng khó dính lắm á. Ừ. Tả nằm sát đấy mà dễ dính. Y mình trúng yên cái hai cái y lên lửng lửng. Ừ. Thì khôn. Hay nha. Nói đụng rồi giờ không đụng nữa. Đó. Gió quá cả nhà ơi. Cảm nha cả nhà. Gió quá có ủ cả nhà. Cảm nha. Có cái mang không? Bể mang chưa? Chưa. À. Chưa có mang. Chưa mang hả? Ừ. Chưa mang, bởi vì mình kêu đâu có trả lời. Cái cuộc chỗ này là anh Năm thấy là anh Năm biết nè. À. Nó đụng đây nè, nè nó đụng đây nè. À, nè. À. Cái cục đất hồi nãy đó là cũng nó mình cho cả nhà coi, bởi vì đôi khi người ta nói ai không móc dễ đâu. Nó nhận thấy con cua đụng nó khác, con ếch đụng nó khác nè, con ếch nó đi nè. À. Thấy nó rõ ràng đó. Rồi lắp lại cái nhà. Rồi con thứ hai nha cả nhà. Cái con nãy nó gặp sự cố mình không có khoe với cả nhà được nha. Cảm ơn cả nhà thông cảm nha cả nhà. Hai. Hai con. Hai con cho đội mình. Rồi. Lắp lại xong rồi mình đi tiếp nha. Ừ. Nay gắng làm chọc thân năm ơi. Ừ. Dọn đây coi. Rồi đi tiếp nè, gặp ếch thì quay cho cả nhà xem nữa nha. Đây cả nhà. Con ếch này, cái này là con ếch mục. Nó ngồi trong hang nè. Đây con cóc cái nè. Nè, không biết. Nó mình không thấy nó là nó y như con ếch vậy đó, thấy hang láng láng tưởng đâu nó ai vậy, đó là con cóc.
đi cả nhà. Nè, đây nè, bàn tay nè. Ừ. Nè, nhảy qua đây nè. Đây nó ngồi ăn ở đây vô hang này nè. Vô hang này. Vậy là em trai này xấu xố. Tại em trai này dính rồi. Vô đây dính. Vô đây chạy đâu hả? Gió quá vậy. Sâu vậy. Bây giờ đi ngoài lâu lâu nó gặp cái hang đó nha. Ừ. Đi biết bao lâu rồi đó. À, anh em bây giờ đi. Dính. Ủa? Không phải. Sao vậy? Vậy. Đừng lên sức giả. Để cài ra thế hả? Rồi để cài cài. Ở đây nè. Chắc cứu rồi. Chắc ăn 100%. Để đào đào ra chút cái nhà ơi. Sang sâu quá. Chắc ăn. Lâu lắm rồi, đi ngoài em hồ. Đào mà chừng nhảy à. Còn lúa nhảy. Nó tới khôn lắm, nó biết ở ngoài không có đường thoát, anh cái nó có nhảy. Ôi ơi, có hang có là dòm thấy dễ biết không chết. Ăn bích đục bên đó khi nào có con nữa không? Không. Rồi lụm cái ai? Vinh. Vinh hả? Vinh. Vinh rõ ràng mới làm sao mụn được. Đó, ồ. Thấy không? Thấy không? Rồi, mang kêu, mang kêu, mang kêu. Chưa có mang kêu hả? Chưa bể mang mà rõ ràng không mà phát hiện được là có rõ ràng phải không? Rồi rồi sau khi đâu thì mình gấp lại. Rồi ba con số 3. Đi nãy giờ cũng hơi lâu lâu mới gặp được con cái này. Đi hai anh em. Bị gì cái đồng lạ. Mình không biết người ta có bắt hay là không. Với lại cái đồng này cũng hồi nãy giờ mình đi gặp người ta bắt quá trời. Bắt quá trời, bắt cả nhà ơi thông cảm. Chứ có lẽ là anh chúc lên số 5 cho cả nhà coi mà. Đây nè, đây nè. Hang này hình như có cái dấu con ếch nó lại nè mà không biết sao. Thì con ếch đó nó đi đây. Đây nè. Con biết coi. Hang bích đùng. Bích đùng hả? Bích đùng coi chừng chết đó chổng. Nè, nó hang bích đùng mà có con dấu, cái dấu con ếch đi lên nữa ràng ở giò bằng giò đó kìa. Đâu. Đó, cái bằng giò nó lên đó. Đây nè. Đây rồi. Cái bằng giò này bằng giò chủ cũng có. Phải không? Không, 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 không. Có hang đây ơi. Không, không, không. Không. Ôi, không, không. Đừng nói gì khán giả. Mình cãi ông lại ông thầy ông ra cái nhà. Ông thầy cũng coi. Ông thầy cũng coi chính xác, mình là coi không chính xác nha. Hắn bích đùng nữa hả? Bích đùng trên này mới lợi hại nè. Coi thử. Giờ mà khui miệng cái ra biết có hay không liền. Ừ. Có lý không? Khả thi không? Không, không, không nghi luôn. Bên đây. Bên đây còn hang nè. Đây hang nhiều quá. Có hang rồi đó. Rồi đều có hang là có đó. Mãi nãy giờ đi kiếm hang không có. Ừ. Không. Không luôn hả? Không. Hang ngon dễ mà. Ngay đó là không phải là mình nói là mỗi hang mỗi có. Đôi khi ở đó có và ở đây cũng có luôn. Ví dụ có một cái á. Con ở lâu con mới lợi. Mới lợi. Có dấu lên không? Này dấu này cũng dấu khá nghi, con ếch đực nhỏ nè. Ừ, ừ. Nè. Nè. Ừ, con nó có lên không? Khui ra. Khui ra bầu cua đây. Hình như nó ở đây nữa quá. Đâu? Quay. Cua gan bầu ăn cua. Không, cua hả? Không có. Không có à? Thôi. Lợi đi mà không có ở. Thôi vậy đi cả nhà. Đây cả nhà. Ừ. Năm mới phát hiện con ếch nó vô hang nè. Ừ. Bích đùng. Nè, nó vô rồi nè. Nè, vô ở đây nè. Rồi. Vậy là chắc anh Năm mượn nghe em nữa quá em. Chắc cứu 100% không? Đây, để coi trong này. Chắc không? Có rồi, có. Có không? Có. Có không? Kỳ vậy? Sợ kỳ vậy? Không vô quá. Không vô hả? Không vô. Ở đâu? Ở
cái dấu nó ở gà, cái dấu nó ở đây mà. Đây nè, ở đây nè, ở đây nè. Ở kia hả? Ở đây nè. Vậy hang này, hang này không vô hả? Không, vô không được. Đó, để coi biết à. Nè. Rồi, phải rồi, không? Rồi, rồi, nó vô hang này rồi. Ừ, vô hang đó, rõ ràng đó ha. Rồi. Ừ, cua cây. Cua, bầu cua rồi. Sao nước trong khe vậy? Không. Nước bên trong nha, nhưng mà chắc có. Có không? Có gà. Nè. Dấu ở đây phải không? Ở đây mới mạnh. Phát hiện cái dấu ở gần đây mà đi đâu cho khỏi. Ừ. Vậy? Mới dướng cái chuyện chứ. Ôi dính rồi. Dính luôn hả? Dính rồi. Lộm. Dính thì lộm. Trời ơi, dễ ăn dữ vậy. Ừ. Phải không? Trời ơi, dễ ăn quá. Đây. Dính đây. Nha, cụ thể nè, cả nhà. Ờ, phát hiện cái hang kia mà nó ở, nó không ở lại hang này. Không phải đâu, bị gì ông biết sao không? Đôi khi nó chen nó vô không được đó. Nó vô không được quá. Ừ, cái nó lại cái hang nước này. Với nhiều khi nó gặp cua dữ quá nó không cho vô. Chứ nó đùng cái y vô không được á. Tỷ số 40. Đây nè nó ở không coi nè. Thấy không? Thấy không? Cái nhà của anh ta đây mà kêu người ta đi đâu? Ở lăn ót luôn. Ừ. Thấy không? Rồi. Đây là tỷ số mình 4. Ôi bỏ hai chiếc xe bên kia giờ nó thấy luôn. Rồi mình đi. Bữa nay nè, nãy giờ tôi đi dữ lắm rồi đó. Là không gặp tới việc gặp cái gặp liền liền ha. Ừ. Gặp liền liền. Rồi đi tiếp cả nhà ơi. Tiếp tục. Thấy không? Đâu. Nè. Đây nè. Nè dấu con ếch không nè. Khoan để quay thử cho rõ ràng thôi nha. Còn thiệt đây nè. Hay là ở kia rồi. Đây nè. Ở hang nào? Khoan chưa có chính xác được hang nào hang đó với hang này nè. Hang này cũng chen vô nè. Đây nè, nữa nè. Khoan để quay coi nha. Ừ. Hang này chen vô nè ha. Ừ, hang này chen vô rõ ràng nè ha. Nè, giống nè. Ừ. Ui. Hang này không thấy gì hết. Ừ, đụng trên nào? Hả? Đụng trên đây gì nè. Không phải. không có đụng, có dấu ở trong đó mà không thấy nó đụng. Hang bên đây, cua hang bên đây coi. Không, hả? Thì cua hang này. Nha. Bạn ông ơi. Cái gì? Ông đi kiếm nè, ông qua tới bên đây nè, ông kiếm cái nhà ông nè mà không biết nhà ông ở làm sao nè nè. Dấu ra. Nè, ờ, ông bơi đang ông kiếm ở chỗ ông ở nè. Cái chừng ông nằm mà, chừng ông nằm mà đó. Cái vụ này mới rồi nha. Cái chừng ông vui ở đâu rồi đó. Ừ, ông, nè, ông vui nè, ông lại đi, ông vui rõ ràng nè. Cái chừng ông đụng thổ đó. Không được nè, không đâu. Ông ở chắc ở cái này hoặc là cái đó chứ không ở đâu đâu. Đụng thổ không? Đụng thổ chứ. Chừng đụng thổ là chuyện dĩ nhiên của ông rồi. Ôi, chắc ông ở thằng này phèn không nhỉ? Phèn không nè. Không có hả? Phèn không, không thấy gì chứ mà. Có láng gì lắm mà không thấy ở. Nhưng mà không thấy ở cũng phải móc thử chứ không có thả lầm. Móc thử ha. Không có thằng này, có thằng kia. Không, cái bờ này mình bắt chắc có lẽ là chắc đủ ăn. Lên cân. Lên cân. Bờ này tại vì đồng này, tại vì cái này có nước là tại vì người ta bơm cho vịt ăn nghe cả nhà. Chứ không phải đồng không ướt đâu. Không có. Không có hả? Không có. Lập lại. À, bên kia không? Thử chứ, trời. Đâu có ba lọc. Mình đã cái đi vô. Rồi cả nhà ơi, mới phát hiện hết nó vô cái hang này nè cả nhà. Đi có bàn tay rồi nó vô như vậy nè. Nha. Rồi. Hình như dính luôn cái gì vậy? Dính. Đơn giản quá vậy? Đơn giản như đang giỡn vậy. Rồi. Rồi cái hang gì mà nó ở đó? Bị gì đây nè, nó đụng nè. Hang cố định nó nè. Kiếm cái hang cầu kỳ không có cái gì có. Con ếch này nãy giờ đi ăn dọc đó nó về đây nè, chín nè. Ăn dọc đó đó, về đây. Ơi. Đây nè, chín nè. Nè,
luôn, dính luôn con cua luôn kìa. Ôi ơi, con ếch càng cháy luôn. Quá đẹp, ếch đực. Quá đẹp. Quá đẹp, quá đẹp. Phe con cua luôn coi. Em vô ở làm hang lợi mùa tới. Mùa tới bắt con khác nghe cả nhà. Chú Năm bắt con nữa. Bắt biển ếch vui quá trời ta. Cái dàn trên đồng nó không bự thiệt, nhưng mà ếch trên đồng này không biết đó là bắt không được không Cường ơi. Vậy đâu dễ ăn đâu. Gió quá cả nhà thông cảm cả nhà ơi. Rồi đi tiếp. Đẹp. Số 5 hả? Số 5. Dậu vòng qua tới xe kiếm số 5 nữa ơi. Mong gì được vậy? Yeah. Này tôi cũng biết dấu ếch rồi đó nghe, tôi phát hiện là tôi biết đó nghe. Đây nữa nè. Đây mà không lẽ ở đó con mà ở đây con ếch cái gì kế bên đây vậy? Ừ đây nè, dấu ở nè. Nè dấu nhừ hết trơn nè, khoan để cậy ra coi mà sao mà. Để cậy ra coi. Nước trong xe à. Đang nước trong xe à. Để cậy ra thử đâu phải không nghe cái nhà. Phải chứ sao mà không nè, dấu nè. Phải hả? Dấu cái móng giò nè. Ở hang này nữa rồi. Rồi. Lõm. Rồi. Đi nè, ở hang này đi mà sao coi. Vô lõm liền cho nó lẹ rồi coi, chưa rồi. Lõm đâu coi. Lõm liền. Trời. Đừng dẫn mặt với chú hai nó rồi. Quá trời sâu vậy. Dính. Dính luôn hả? Dính. Trời ơi, lõm dễ dàng vậy. Lọt bộ. Con này ếch cái quá. Không biết sao đây là... Nặng nghe. Ê, hang rộng quá, cái chừng nó giục á. Giục cái gì rồi. Đừng nói gì, Đổ thừa. Chảy ngọt. Rồi. Chơi dọc cái ảo kìa. Gió qua gió. Trời. Trời ơi. Thôi ngừng chút nha cả nhà, để đào chút nha. Để video nó dài lắm. Luôn hả? Rồi nó lắm luôn đi. Đơn giản vậy. Đơn giản như đang giỡn vậy. Trời ơi con ếch. Con ếch ở hang kia bắt quả không dính, nó quay qua ở hang bên đây. Đây nè. Trời ơi, hai thầy trò nó vào. Yeah. Hai thầy trò nó vào đào cái hang cái bên này cả nhà. Cái bên này. Hai hang đứa con nữa. Phải không? Phải. Rồi, số 6. Rồi, để đó. 6 con rồi đó. Cũng sống rồi đó. Hai thầy trò hồi nướng ăn đó bụng rồi đó. Nó bụng rồi. Nó bụng rồi, nướng ăn miếng chứ. Nướng. Nướng có. Chấm muối ớt. Rồi. Rồi nè. Nữa hả? Giống nè. Giấu gì đây nè. Nè dấu nè mà chen vô mà không biết có ở không nha, mình nói cho nó rành nha nè, kéo cục đất lật ra nữa nè. Nha. Rồi. Về cái bờ này nó nhóc luôn. Về khui đi. Quá bự. Nè. Có không? Thử. Không thả lầm mà. Nha. Ừ. Thì cái hang nãy móc hang kia muốn chết không ra, hang cái bên thọt vô cái lụm. Nó cái vô nó mới nằm cái đầu đó là dễ dính lắm. Ừ. Dính là mình dính cái đầu là kéo lên liền à. Dính à. Còn nước là nó kiếm đường nó trốn. Nó trốn. Ừ. Không có à. Đừng nói có nữa nha. Thôi đi. Rồi, thôi đi kiếm nha cái này. Chưa nắng quá rồi. Tiếp tục hành trình. Bữa nay bội thu rồi đó cả nhà ơi. Chơi cũng dính thiệt đó ta. À? Ổng móc chơi với kiếm thiệt rồi không còn nó có quay. Dính luôn. Dính luôn. Mà vô
mình thấy là tình trạng nó ở rõ ràng nha. Mà mình mà, mình mà nói đâu thở đâu được đâu mà ở. Mình tính không có ở không mong là để tao móc thử ra vậy nó cũng dính nữa. Rõ ràng luôn đó. Rồi. Vô luôn 7 con. Trúng ổ rồi, nay vô trúng ổ rồi. Cái bà này trúng ổ hết luôn rồi, cái bà nước có của người ta bơm cho dịch đăng nè. Mà tính ra là coi như nãy giờ đi vòng vòng 2 tiếng hồ mà có 2 lết hả? Mà cái này nãy giờ hơn tiếng tiếng ngoài hả? Mới vô chút vậy. Vậy là được 5 con nữa rồi đó. 7 con rồi đó cái này. Chung ổ. Qua bên đó hay là đi trở lại xe đi mà ơi, kiếm gì kiếm chỗ nướng ăn đi, uống nước rồi đây nó bụng quá rồi. Nãy đi mình gấp mình không có nước theo uống nữa kìa. Rồi giờ đi nữa nha cả nhà. Rồi đây cả nhà, thành quả mình hai anh em mình sớm giờ được 7 con nha. Bây giờ mình bắt 4 con đi. 4 con đi mình nướng. Rồi. Nướng gom nha. Nướng chui. Nướng chui hai anh em mình ăn cái lấy lại lấy sức khỏe rồi lại cái mình đi bắt tiếp nha. Hả? Lấy phong độ lại rồi đi bắt nữa nha. Mà đồng gió quá cả nhà không cảm cả nhà ơi. Rồi mình nướng gom nha. 4 con. Rồi úp lại. Rồi giờ mình bật lửa nha. Cho vô đi. Rồi lửa lên. Đó, nổi lửa lên em. Nổi lửa lên. Vậy chín không? Hả? Đốt vậy chín không? Chín. Ngược không? Được rồi. Nổi lửa lên em. Rồi đặt lần sau hai vài lần nữa sau mình phải kiếm đem nồi son rồi theo nấu ăn chứ. Nếu mà đi hai thầy trò chỉ có 3 cái chén, cái dĩa, cái cưa. Khui thử coi. Khui. Khui sao khe, cháy khét hết trơn. Khui không đâu. Đâu rồi? Mấy ngắt đâu rồi? Dạng nè. Dạng khe à. Bỏ ra đó đốt cái nữa hả? Ừ. Khui. Nó qua một em. Dày quá, chưa. Đâu rồi nhảy, đâu mắt ở đây? Đây nè. Đó, nắng đó. Ồ, con ếch bự chưa gì chứ? Chưa. Còn bị gì bự quá. Đây nè. Chính rồi năm rồi. Ăn 4 ếch này lấy lại sức cho. Đi rồi nãy giờ. Được nữa chứ. Hả? Rồi mới được nữa chứ, không lội không thấy đâu lội. Rồi, khui hàng. Chiếc này chín thiệt rồi đó. Chín nè. Chín. Lụm chưa? Lụm. Bự này chưa lụm. Lụm chưa? Lụm. Để cho nó nguội chút. Quá xa, nắng. Đem phần lui chứ. Mất rồi. Nó chạy đâu rồi đó. Nó chạy đâu rồi? Mấy hai hả? Còn hai. Nó nhảy đi rồi chứ gì? Nó nhảy đi rồi. Còn con nữa. Còn mới để vô đây. Đó chỗ cái bay nó ở cây đó. Chắc lưng nó làm như chưa chín xác con này nè. Chưa chín thì để vô, còn than đó. Đó, cái đó con này nè. Rồi. Ủa bây giờ không ấy mình chảy chín rồi, thằng này đặt nó mấy? Để đi vậy đi thôi. Được không? Đặt cái thi được không? Được. Đặt ở đó thi. Ừ. Ở đây anh em mình ngồi vô. Đặt đi. Rồi làm mướt đi.
toàn ông ơi rửa cái tay cái mới được, mới quầu quầu tay không vệ sinh. Đây có không thì bạn cũng đã ha, không có bóng cái vàng này là gối hàng luôn. Giữa đồng nè, bố ba bên bốn phía toàn là đồng không à, không có cái chỗ nào hết, ba bên bốn phía luôn. Đây là giữa đồng luôn. Rồi vô mũi ác. Canh vô. Quá đã. Hèm luôn không? Nghe không? Giờ lắm đã. Rồi ăn trước đây. Giờ lên. Úi cái đùi trước đây. Cái đùi trước coi. Rồi, làm cái đùi trước đây. Rồi tôi đặt cái máy cái rồi tôi ăn tiếp, tôi ăn. Vì gì cả nhà biết không? Ớt mình nướng chui thì nó phải có lọ. Nó có cái đen nha. Ừ. Là bây giờ là có hai anh em mà đi giờ này nó cũng hơi đói bụng kêu rồi cả nhà ơi, bây giờ nướng bún ếch nè, mấy anh em hai anh em làm cũng mời cả nhà dùng bữa với anh em tôi ếch nướng chui cả nhà ơi. Rồi vô rồi tới mình nha. Ngọt quá. Ngon không? Ngọt tới tôi, để tôi gắn cái máy lên đây cái. Ừ. Em. Mời cả nhà ăn đuôi ếch nha cả nhà. Giữa đồng có gì ăn đỡ rồi cả nhà ơi. Có hai anh em à. Anh em làm mai mốt mình làm ấy, mình kêu bà xã mình theo nấu ăn đây. Bà chị đi, bà chị đi kêu anh nấu ăn. Có hai anh em mình. Bà mất mua bán một con cái chứ bà cũng giỏi á. Ừ. Nghỉ giờ đó. Ừ. Giờ thì bà nghỉ rồi. Quá ngon. Rồi. Rồi hai anh em mình cũng ăn xong bún ếch nha cả nhà. Mới về dùng xong rồi cả nhà. Rồi mình với Năm cũng kết thúc cái video này ở đây nha. Dạ. Chào cả nhà. Rồi tiếp tục hành trình phim phần tiếp theo nữa nha. Cả nhà nhớ theo dõi phần tiếp theo nha. Rồi giờ mình tạm biệt cả nhà đây nha. Giờ mình hai anh em mình đi tiếp tục nữa nha.